Quan trọng nhất như là ngày trung thu hoặc là hôm nào mình đi diễn về rất là trễ rồi thì 1-2 giờ đêm bắt đầu cắt bánh này mà ăn mọi người. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều chia sẻ hôm nay ạ. Đối với Mena thì lại càng rất là thân, thì Nga cũng có làm việc một vài lần. Như là chương trình Son 1 thì ở Hà Nội thì Nga không tham gia, nhưng mà đợt này thì mấy hôm vừa rồi, cách đây một tuần, và cứ theo cái chuyến tàu mơ này của anh Long là cũng mơ suốt cả một tuần nay. Bởi vì ý tưởng thì rất là hay, nhưng nói thật, để dành cho ca sĩ và từng tất cả âm nhạc và cách biểu diễn sân khấu thì nó phù hợp hơn với ca sĩ, nó chưa thực sự phù hợp với một bộ môn nghệ thuật như múa. Nhưng vì cái ý tưởng và cái tính nghệ sĩ của Long Cang quá cao, và mỗi một lần hai anh em ngồi xuống thì anh Long đưa cho Nga ra những cái ý tưởng rất là hay. Lại một lần nữa là khi Nga và cô Hoa Hậu đấy cách đây một năm có ngồi nói chuyện với nhau thì mới biết là đều là đồng nghiệp với nhau, vì cô ấy chính là diễn viên ballet. Cô ấy chuyên ngành về ballet cổ điển, còn Nga thì phải học về cổ điển classic, về dân gian. Cho nên là có thể là chắc câu chuyện này đã bị anh Long nghe lỏm hay sao đấy, mà lại muốn là Nga và cô ấy sẽ kết hợp múa một bài. Thật ra là rất là vui và gật đầu nhận ngay. Nhưng mà rất là khó là không biết sẽ múa bài gì và sẽ tập với nhau ra sao. Và trong suốt một tuần nay thì có rất là nhiều phương án, đó là tập trước, dựng trước, sau đó phải gửi sang bên Nhật để cho cô ấy tập theo. Rồi lại hai người lại phải tập với nhau ở Việt Nam nữa. Và có một điều nữa là vì sân khấu đợt này, và như các bạn biết thì thường bộ môn múa thì nó thường diễn ra tại những cái nhà hát lớn, những cái nơi mà cái sàn diễn phải rất là bảo đảm cho diễn viên múa. Nhưng mà đợt này thì lại diễn ở quân khu 7. Đấy cũng là một cái bài toán vô cùng khó cho gần 30 diễn viên múa. Và cũng rất là vinh dự khi mà nhà hát Bông Sen, nhà hát của Nga được tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng phải nói đến về vấn đề trang phục nữa, bởi vì tất cả những gì mà bên Menat và Long Can đưa ra cho Linh Nga là một cái sự tự do về sáng tác, biên đạo và tất cả mọi thứ. Bởi vì anh Long bảo là em cứ mơ đi, làm sao cho đúng chủ đề, mơ mộng các kiểu. Đấy thì Nga bảo là đây thật ra cũng là một cái món quà dành cho phái nữ cho cái ngày 20 tháng 10. Và cũng như vừa có một anh hỏi là có bán vé hay không, thì Nga nghĩ là thật ra tự nhiên đi diễn một cái show mà 3.000 người mà được xem một chương trình như vậy, thì đối với phụ nữ, đối với những khách hàng của Menat thì đây là một điều rất là hạnh phúc. Và trong chương trình thì có 5 bài mà Nga vừa phải phụ trách về biểu diễn và sáng tác. Và đợt này Nga cũng phải chia phần
một số những cái bài khác để cho đàn em của mình biên đạo múa Mai Trung Hiếu để làm chung nữa. Và có một điều mà Nga cũng rất là lo là bởi vì nhạc của anh Hoài Sa quá hay, nhưng mà bây giờ làm sao mà múa được những cái nhạc đó nó lại là cả vấn đề. Cho nên tất cả phải chờ vào trong cái đêm 6 tháng 10. Và cũng hy vọng là một cái sự kết hợp mới của Nga và cái cô Hoa Hậu. Bởi vì thật ra là cũng hơi lo, bởi vì cô thì rất là cao và mình cũng không biết là mình sẽ múa và tương tác trong kiểu gì. Cho nên là cái phần sau có nghĩa là phải nhờ đến đạo diễn Long Cao để làm sao mà để cho Linh Nga và cô Hoa Hậu đấy hai mà như một. Và đó nó cũng là một cái tinh thần và nghệ thuật chúng ta không có sự biên giới gì cả. Miễn sao ngày hôm đó tất cả mọi người cảm thấy là cùng chúng tôi đi đến một cái giấc mơ rất là đẹp và để lại một cái dấu ấn son 2 tại thành phố Hồ Chí Minh rất là hay. Và cũng thầy em cũng nhắc luôn anh là hôm nay em được gặp anh cho nên là hy vọng cũng bài nhạc của anh sẽ là một cái, tại vì múa và âm nhạc nó là linh hồn của nhau. Cho nên là cảm ơn ekip, cảm ơn tất cả những người làm nghề mà cực kỳ là chuyên nghiệp để đã cho những nghệ sĩ như chúng tôi được làm việc một cách thực thụ. Và cảm ơn VNH đã có những cái chương trình mang tính chất đầy nghệ thuật như vậy để mà những người diễn viên múa lại được khoe mình trên những cái sân khấu như vậy nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã những chia sẻ của chị. Câu hỏi rất là hay. Thật ra thì mơ thì ta nghĩ phụ nữ mơ nhiều lắm, một ngày mơ mấy giấc mơ vậy. Cái giấc mơ khó nhất là làm nghề. Thì đúng là trong suốt gần 27 năm thì Nga cũng mơ về làm nghề nhiều. Nhưng mà cái giấc mơ này của Long Can rất là khó, bởi vì toàn để Nga ở trên, những lúc thì ở trên cung trăng, lúc thì ở dưới, lúc thì bên cạnh cô Hoa Hậu. Mà mọi người biết chiều cao của cô Hoa Hậu thì rất là cao, tập thì không có thời gian nhiều để ghép. Cho nên mình nghĩ là cái giấc mơ này của Long Can lại là một sự thử thách. Mặc dù là Menat là một nhãn hàng về dành cho phái đẹp, nhưng nó có quá nhiều cái ý nghĩa và những cái thông điệp mà nó có mang tính chất nghệ thuật và nhân văn ở đây nữa. Cho nên Nga nghĩ là tất cả những cái tác phẩm sắp tới, tại vì có hai bài là một bài múa phụ họa cho anh Bạc Kiều, một bài cho anh Hà Anh Tuấn. Nhạc thì cũng vẫn đang trong thời gian ấp ủ của anh Hoàng Sa. Nga cũng chưa nhận được nhạc, nhưng thật ra là trong đầu Nga và trong đầu của biên đạo múa cũng có mường tượng ra được là mình sẽ phải như thế này thế kia. Nhưng thật ra mà khi mà anh Sa mà chưa ra nhạc thì Nga cũng không thể múa được. Đó thì mình ăn theo một cái mơ màng suốt một tháng nay. Và bắt đầu chương trình này chính thức sẽ tập vào thứ bảy này. Và cũng có phải nói một cái nữa là khi mà những cái chương trình mà thuần túy về múa thì chúng ta có thể múa nhiều. Nhưng đối với những chương trình như thế này thì múa chỉ được khoảng 60%. Bởi vì chúng ta còn phải để cho không gian cho ca sĩ, cho các cái hiệu ứng của sân khấu. Và có một cái rất là khó trong cái bài múa đầu tiên là nó dùng rất là nhiều hiệu ứng. Thật ra các bạn phải biết là cũng phải nhắc đến một cái người mà Nga cũng là lần đầu tiên làm việc, đó là nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Mấy ngày hôm nay hai chị em cứ nói đi nói lại về các cái chất liệu để mà mơ màng với cái bài múa đó. Bởi vì mọi người biết là thời trang nó khác, thời trang chúng ta chỉ đi lại thôi, nhưng mà đối với diễn viên múa chỉ trong mấy giây lại phải thay một bộ đồ, rồi sau đó một cái ekip để chuẩn bị, rồi nó có rất là nhiều những thứ chi tiết. Thì đây là một cái điều mà Nga nghĩ rất là khó cho cái show lần này. Và toàn bộ vì Lâm là một người đang chuyên làm cho đồ thời trang, cho nên là đợt này theo cái chương trình là phải làm những cái mà nó Nga chưa dám bật mí nhiều, nhưng mà tất cả những cái chất liệu đó lại phải dành cho diễn viên múa nữa. Cho nên đây cũng sẽ là một cái sự thử thách. Nhưng đối với Nga thì mỗi một chương trình nó là một sự trải nghiệm. Và cái ước mơ mà nối tiếp nhất là nếu mà đợt này chuyến mơ này mà không được làm trọn vẹn thì lại phải dành sang son 3, son 4. Cho nên là cũng mong là giấc mơ này sẽ thành công, nhưng mà cũng phải để lại một chút gì đó dư âm để chúng ta lại còn phải đợi nhau đến sang năm thì lại còn được cơ hội diễn tiếp nữa. Dạ vâng ạ, với tâm huyết của những người làm chương trình thì em chắc chắn là giấc mơ sắp tới sẽ trọn vẹn thôi chị Linh ạ. Tuy nhiên thì em cũng xin được hỏi chị một cái câu hỏi nhỏ và cá nhân một chút. Đấy là đại nhạc hội Son 2 thì đương nhiên là một giấc mơ lớn rồi. Nhưng nhìn vào trong giấc mơ lớn đấy thì mỗi một người phụ nữ sẽ thấy được những một cái giấc mơ nào đó đã trôi qua trong quá khứ của họ. Vậy thì với chị ạ, chị có một cái giấc mơ nào mà đã lãng quên mà chưa thực hiện được không? Vì em biết là khi còn rất nhỏ thì chị Linh Nga đã xa gia đình và đi huấn luyện ở Trung Quốc đúng không ạ? Ở xa nhà. Thì không biết là trong cái quá trình mình xa nhà như vậy, mình có một cái giấc mơ là ấp ủ mà chưa thực hiện được. Gọi là đây là một cái câu hỏi hơi cá nhân một chút thôi ạ. Vâng. Chắc là có nghĩa là vì Nga xuất thân từ trong một gia đình làm nghệ thuật. Nga học piano từ bé, học 4 năm piano. Chắc có lẽ là một cái sự giấc mơ dang dở đó là đối với âm nhạc. Vì Nga là một người từ sáng đến tối lúc nào cũng phải có âm nhạc bên người ấy. Khi mà nhận lời đầu tiên Nga cũng hỏi anh Long là anh Long ơi, ai sẽ là người viết những cái nhạc này?
Tại mọi người biết là ở Việt Nam thì những nhạc sĩ mà viết chuyên nhạc cho múa quá ít, và những người mà đồng hành cùng Nga thì chỉ có nhạc sĩ Quốc Trung. Thì và nhưng mà anh Trung thì chú Trung thì rất là bận, hàng nghìn việc, cho nên là thường thường 2-3 năm mới ra được một bài. Cho nên là nghệ sĩ múa thường phải đảm nhiệm luôn là cả cái vấn đề làm nhạc. Đó thì lần này thử thách đầu tiên đó là thử múa cho các ca sĩ khác. Đây là một cái bài toán rất là khó đối với Nga, bởi vì thường Nga múa chay nghĩa là múa một mình, múa mà không phụ họa cho ai. Đó, nhưng mà đợt này sẽ múa trên cái nền nhạc của anh Sa. Và thật ra là cái người diễn viên múa muốn múa hay hay không là phải suốt ngày ở cạnh những người nhạc sĩ, phải thổi hồn vào cho họ và phải thân với họ, để đôi khi những cái động tác đó và những cái nhịp đó nó phải đúng với mình mới múa được. Cho nên là anh phải giữ sức khỏe, chứ nếu mà hôm đó mà anh đánh quá tay hoặc là anh đánh chậm một chút đó, là bọn em chết hết. Giờ em đã hiểu lý do vì sao mà chị Linh Nga và anh nhạc sĩ Hoài Sa lại sánh bước với nhau, ngồi cạnh nhau ở trên cái chuyến tàu này rồi quý vị ạ. Sánh bước từ hôm nay đấy. À, dạ vâng.